quý vị, Facebook từng là một trong những khoản đặt cược mang lại nhiều lợi ích cho giới quảng cáo kỹ thuật số. Song với bối cảnh hiện tại thì mạng xã hội lớn nhất thế giới đang dần mất đi vị thế vốn có. Một chủ doanh nghiệp sản xuất vỏ quà đã từng sử dụng toàn bộ ngân sách cho hoạt động quảng cáo cho Facebook và Instagram. Doanh nghiệp này đã từng thu hút được một khách hàng cho mỗi 14 đô la Mỹ chi phí cho mảng này khi Apple giới thiệu một tính năng riêng tư cho thiết bị di động vào năm ngoái, hạn chế việc các ứng dụng theo dõi người dùng, doanh nghiệp này cho biết chi phí cho khoản trên đã tăng lên gấp 10 lần. Vào tháng 10, chủ doanh nghiệp đã sử dụng toàn bộ ngân sách quảng cáo chuyển sang Google. Không chỉ riêng công ty này mà rất nhiều doanh nghiệp khác đều phụ thuộc vào việc bán hàng vào Facebook. Giờ đây, họ đã thay đổi cách suy nghĩ, họ chuyển khoản tiền từng chi vào dịch vụ quảng cáo trên Facebook và Instagram sang Google, Amazon, Snap hay là những nền tảng khác. Sự thay đổi của Apple đang trở thành đòn giáng mạnh với hoạt động kinh doanh trọng yếu của Meta. Đó là khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo với độ chính xác cao và chứng minh cho các bên bán hàng thấy rằng công cụ quảng cáo của họ mang về doanh thu rất lớn. Meta cho biết họ dự kiến doanh thu sẽ mất khoảng 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay do việc Apple áp dụng thêm tính năng mới, các thiết bị yêu cầu người dùng cho phép những ứng dụng khác theo dõi, chia sẻ hoạt động của họ. Chuyên gia nhận định điều này giống như sự kết thúc của một kỷ nguyên mà ở đó, thế mạnh của Facebook là khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo. Tuần trước, Google đã tiết lộ quy định mới nhằm giảm lượng người dùng sử dụng Android bị theo dõi. Động thái này có khả năng khiến những vấn đề của Meta càng trầm trọng hơn. Ari Paparo, giám đốc điều hành ngành công nghệ quảng cáo, đã bán công ty của mình cho Comcast, cho hay Trong một khoảng thời gian, chúng ta đều biết Facebook có thể theo dõi việc người dùng truy cập các ứng dụng một cách tùy ý. Và giờ, những nền tảng đó đang thay đổi quy tắc và họ khó tránh được điều đó, Ngoài ra, Meta cho biết những yếu tố về kinh tế vĩ mô như là lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng cũng tạo áp lực cho chi tiêu của người dùng với quảng cáo. Song trở ngại lớn nhất chính là các ông lớn đã thay đổi quyền riêng tư, bóp nghẹt mảng quảng cáo cho các doanh nghiệp nhỏ của Meta. Việc vốn hóa Meta mất hơn 300 tỷ đô la Mỹ sau khi công bố báo cáo tài chính mới đây, một phần là do nhà đầu tư lo ngại về việc Apple thay đổi chính sách quyền riêng tư Facebook đã nỗ lực xoay chuyển tình thế và một số nhà phân tích còn lạc quan rằng hoạt động kinh doanh của Meta có thể bắt đầu phục hồi vào nửa cuối năm 2022. Meta cho biết họ có hơn 10 triệu khách hàng quảng cáo và tin rằng Facebook, Instagram vẫn là nền tảng tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển. Họ đã thảo luận với các nhà quảng cáo trên hai mạng xã hội này để thúc đẩy doanh số cao hơn so với những con số phân tích được công bố. Ngoài ra họ cũng đang phát triển công nghệ mới, kỳ vọng sẽ cung cấp cho các bên quảng cáo nhiều thông tin về hiệu suất như trước khi Apple thay đổi quy định. Song nhà cung cấp dữ liệu Fluery cho biết chỉ 18% người dùng Mỹ lựa chọn việc cho phép Meta theo dõi thiết bị. Ở Meta, một số nhân sự đã nhận thấy sự thay đổi trong bước đi của Apple và Google. Đây sẽ là bước đi mang tính sát thương cho Meta. Ở cuộc họp cổ đông, kết quả kinh doanh hôm 2 tháng 2, CFO David Wenner đã chỉ trích Apple và Google. Ông cho rằng những thay đổi của Apple sẽ giúp Google hưởng lợi. Theo ông, Google trả Apple hàng tỷ đô la Mỹ để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone. Browse by Boxy, một công ty sản xuất khuôn kẻ lông mày, từng chi tới 7.000 đô la Mỹ một ngày để chạy quảng cáo trên Facebook. Khi Apple thay đổi chính sách, phí quảng cáo cũng tăng mạnh, nhưng hiệu suất lại sụt giảm. Chủ doanh nghiệp cho biết công ty đã cắt giảm khoảng 80% chi tiêu cho Facebook và chuyển sang những nền tảng khác như là quảng cáo tìm kiếm trên Amazon. Trong khi đó, AdSport, công ty sản xuất và bán các chất bổ sung dinh dưỡng cho vận động viên, từng có một khách hàng mới khi trị 40 đô la Mỹ cho quảng cáo trên Facebook và Instagram. Giám đốc của công ty Stuart Cam cho hay, mùa hè năm 2021, mức phí trên đã tăng gấp đôi. Hiện họ đã cắt giảm chi tiêu cho quảng cáo trên Facebook và bắt đầu chi 60% tổng ngân sách quảng cáo cho Google.